Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Với quan điểm mục tiêu lấy người dân làm trung tâm là chủ thể trong việc triển khai thực hiện đề án 06 và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã xây dựng và ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền việc thực hiện đề án 06 sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập tổ công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư và công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân kèm hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Công tác an toàn, an ninh thông tin được bảo đảm. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đề án 06 được các sở ngành địa phương tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đánh giá cao vai trò trách nhiệm của tỉnh trong thực hiện tốt các mục tiêu đề án 06 đề ra, đồng thời đề nghị Bình Dương cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ đề án 06, đẩy mạnh vận động tuyên truyền toàn xã hội vào cuộc đồng hành để đề án 06 thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, chính quyền các cấp trong việc tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong tương lai. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh lưu ý các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp đồng hành quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện công tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bảo đảm đúng chỉ tiêu tiến độ theo kế hoạch của tổ công tác triển khai đề án 06 của tỉnh, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số ở các lĩnh vực trên cơ sở nền tảng dữ liệu đã được cập nhật khai thác, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức doanh nghiệp đồng hành tham gia chuyển đổi số, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, hình thành nhận thức về lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.